tối ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai mạc chợ hoa Tết truyền thống để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến 30 tháng Chạp. Càng gần Tết thì chợ càng đông vui, mang đậm không khí Tết Hà Thành. Theo đó, từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, chợ hoa xuân được tổ chức tại các khu vực trên tuyến phố hàng lược hàng khoai hàng dươi hàng mã và không gian bích họa phố phùng hưng thuộc phường hàng mã tại các tuyến phố hàng lược hàng khoai hàng dươi hàng mã bố trí sắp xếp các ngành hàng quất hoa tươi hoa đào ngành hàng trang trí đồ giả cổ hoa lụa tại không gian bích họa trên phố phùng hưng giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân thợ thủ công làng người việt nam như tranh dân gian thư pháp gốm xứ mây che đan đồ chơi tỏ he sản phẩm ô cốp và giao lưu trình diễn một số các loại hình âm nhạc truyền thống vùng miền như hát sẩm xòe thái đơn ca tài tử